Pháp rút đại sứ quân đội khỏi Niger. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này sẽ rút đại sứ và quân đội khỏi Niger sau cuộc đảo chính tháng 7 lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum được dân cử. Pháp đã quyết định rút đại sứ về. Trong những giờ tới, đại sứ của chúng tôi và một số nhà ngoại giao sẽ trở lại Pháp. Al Jazeera dẫn lời ông Macron nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 24 tháng 9. Ông nói thêm rằng hợp tác quân sự đã kết thúc và quân đội Pháp sẽ rút khỏi Niger trong những tháng và tuần tới. Dự kiến lực lượng Pháp tại Niger rời đi toàn bộ vào cuối năm nay. Pháp giữ khoảng 1.500 binh sĩ ở Niger trong chương trình chống chiến binh thánh chiến ở khu vực Sahel. Ông Macron cho biết chính quyền mới của Niger không còn muốn chiến đấu chống khủng bố. Chính quyền quân sự Niger, những người lên nắm quyền sau khi lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum vào ngày 26 tháng 7, đã phản ứng nhanh chóng và một tuyên bố đã được đọc trên truyền hình quốc gia. Chủ nhật tuần này, chúng ta kỷ niệm một bước tiến mới hướng tới chủ quyền của Niger, tuyên bố viết. Đây là một thời khắc lịch sử, nói lên quyết tâm và ý chí của người dân Niger. Trong những tuần gần đây, hàng nghìn người đã biểu tình ở thủ đô Niamey, bao gồm ở bên ngoài một căn cứ quân sự có lính Pháp đồn trú. Chính quyền mới đã yêu cầu đại sứ Pháp và quân đội phải rời Niger sau khi ông Macron từ chối công nhận cuộc đảo chính. Đầu tháng này, ông Macron cho biết đại sứ Pháp cùng các nhân viên đang bị bắt làm con tin theo đúng nghĩa đen trong đại sứ quán và họ phải ăn lương khô quân đội do không có thức ăn được giao tới. Quân đội Pháp cũng được yêu cầu rời khỏi hai thuộc địa cũ của họ là Mali và Burkina Faso, hai nước xảy ra đảo chính lần lượt trong năm 2021 và 2022. Sau khi lật đổ chính phủ của Tổng thống Mohamed Bazoum, chính quyền quân sự Niger đã bày tỏ thái độ cứng rắn với các nước phương Tây đóng quân tại quốc gia này, đặc biệt là Pháp. Những cập nhật gần đây cho thấy, binh lính Pháp đồn trú tại thủ đô Niamey đang bị cô lập trong căn cứ khi họ bị bao vây bởi đoàn người biểu tình và quân đội phe đảo chính. Thậm chí họ còn đang phải đối diện với các nguy cơ về thiếu lương thực và nguồn điện. Một số binh sĩ Pháp đang có mặt tại Niger khi liên lạc với người thân trong nước đã cho biết cuộc sống của các binh sĩ trong căn cứ ở Niger hiện rất khó khăn. Từ nhiều ngày qua, các binh sĩ chủ yếu ăn đồ đông lạnh và số lượng đồ ăn cũng còn rất hạn chế. Pháp hiện đang duy trì khoảng 1.500 binh sĩ đồn trú tại 3 căn cứ ở Niger, theo các thỏa thuận đã ký từ nhiều năm trước với chính quyền Niger. Trong đó, lớn nhất là căn cứ Bakhan nằm gần sân bay thủ đô Niamey. Từ nhiều tuần qua, căn cứ này nằm dưới sự phong tỏa chặt chẽ của hàng trăm binh sĩ, cảnh sát cùng những người biểu tình phản đối sự hiện diện của quân đội Pháp ở Niger. Binh sĩ Pháp đồn trú tại căn cứ này hoàn toàn không thể ra ngoài mua lương thực hay hàng hóa. Toàn bộ các xe di chuyển vào khu vực này đều bị khám xét kỹ càng. Theo dự kiến, vào ngày Chủ nhật 24 tháng 9 tới đây, căn cứ này sẽ bị cắt nguồn cung cấp điện, làm gia tăng thách thức với các binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây. Cũng theo nguồn tin, hai căn cứ nhỏ khác mà binh sĩ Pháp đồn trú ở phía Tây Niger, gần ngã ba biên giới với Mali và Burkina Faso, cũng trong hoàn cảnh tương tự, đang bị chính quyền quân sự Niger phong tỏa chặt chẽ, hoàn toàn không thể tiếp cận nguồn cung lương thực từ bên ngoài. Pháp là quốc gia phương Tây phản đối mạnh mẽ nhất cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Niger Mohamed Bazoum trong đêm 26 tháng 7. Paris giờ không công nhận chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra, dẫn đến việc lực lượng này tuyên bố hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự với Pháp, đồng thời yêu cầu Pháp phải rút đại sứ và toàn bộ lực lượng về nước. Ngoài các căn cứ quân sự có binh sĩ Pháp đồn trú, tòa nhà đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey cũng đang bị các binh sĩ, cảnh sát và người biểu tình Niger phong tỏa từ nhiều tuần qua. Nhiều nhà phân tích lo ngại tình trạng căng thẳng kéo dài hiện nay xung quanh các căn cứ quân sự và tòa nhà đại sứ quán Pháp tại Niger có thể dẫn đến những cuộc đụng độ nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát giữa người biểu tình quá khích và các binh sĩ Pháp đang bảo vệ các cơ sở này. Không chỉ tại Libya mà nhiều quốc gia khác tại châu Phi cũng đang rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị. Điển hình là tại các quốc gia có đảo chính vừa qua như Mali, Burkina Faso hay Niger. Mới đây nhất, chính quyền quân sự Niger tiếp tục có những động thái gây sức ép lên chính quyền của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum. Chính quyền quân sự Niger vừa ra lệnh khám xét hàng chục quan chức cao cấp trong chính phủ của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum. Truyền hình Al Arabiya đưa tin, trong số những nhân vật bị khám xét theo tài liệu của lực lượng hiến binh Niger, có Thủ tướng Niger Ohomodou Mahamadou cùng nhiều bộ trưởng khác. Các quan chức này đang bị chính quyền quân sự điều tra về cáo buộc phạm tội phản quốc và âm mưu làm tổn hại an ninh quốc gia. Tuy nhiên, một số quan chức có tên trong lệnh khám xét đã rời khỏi Niger ngay sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum đêm 26 tháng 7 vừa qua.
Tuần trước, chính quyền quân sự Niger cũng đã thu hồi gần 1.000 cuốn hộ chiếu ngoại cấp cho các quan chức chính quyền cũ nhằm ngăn chặn các nhân vật này di chuyển ra nước ngoài để phục vụ công tác điều tra. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, chính quyền quân sự Niger hôm qua đã chỉ trích Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vì đã cản trở không cho đại diện của Niger tham dự khóa họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thông báo của chính quyền quân sự cho rằng việc cản trở không cho phái đoàn Niger tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là một sai lầm của người đứng đầu Liên Hợp Quốc. Cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính quyền dân cử tại Niger cuối tháng 7 vừa qua đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của dư luận khu vực và quốc tế. Liên minh châu Phi đã đình chỉ tư cách thành viên của Niger, trong khi cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS thậm chí còn đe dọa có thể tiến hành can thiệp quân sự để khôi phục trật tự hiến pháp tại đất nước này. Thưa quý vị và các bạn, thế giới vừa phải chứng kiến một thảm kịch lũ lụt tàn khốc ở vùng Derna, Libya. Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, trận lũ nơi miền đông quốc gia Bắc Phi đã khiến gần 900.000 người bị ảnh hưởng, thiệt hại về cả con người lẫn vật chất là rất lớn và chưa thể tính toán được. Lật lại những nguyên nhân của vụ việc, ta mới thấy không chỉ từ tác động của thiên nhiên mà chính những chia rẽ và xung đột cũng là tác nhân không nhỏ dẫn tới thảm kịch này. Khi cơn bão Daniel quét qua Địa Trung Hải về khu vực ven biển phía đông Libya, các quan chức địa phương đã đưa ra nhiều cảnh báo khi chỉ vài ngày trước đó, bão đã gây ra lũ lụt ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria, khiến hơn chục người thiệt mạng. Nhưng ở Libya, quốc gia Bắc Phi đang bị chiến tranh và xung đột tàn phá, không ai chuẩn bị cho một thảm họa quy mô lớn sắp xảy ra. Bão Daniel gây mưa lớn và gió mạnh, khiến hai con đập đầu nguồn ở thành phố Derna bị vỡ. Nước tràn ra xối xả trong đêm, quét qua trung tâm thành phố ven biển với 100.000 dân và cuốn trôi toàn bộ khu dân cư ra Địa Trung Hải, gây ra một thảm họa kinh hoàng. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc dẫn số liệu của tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Libya cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này đã lên tới 11.300 người. Tuy nhiên, người phát ngôn của Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh khó mà xác định con số thương vong chính xác khi mà thành phố Derna vẫn ngổn ngang trong đống đổ nát và lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người mất tích. Đến nay, giấy chứng tử đã được cấp cho khoảng 4.000 người. Thảm họa còn đặt ra thách thức to lớn cho bất kỳ quốc gia nào, nhưng tại Libya, tình trạng này còn tồi tệ hơn. Các phe phái chính trị đối địch và được lực lượng dân quân hậu thuẫn đã chia rẽ đất nước thành hai miền Đông và Tây. Giờ đây, họ phải chịu phần lớn trách nhiệm về thảm kịch đã xảy ra với những người dân Libya. Các chuyên gia từ lâu đã cảnh báo về nguy cơ vỡ hai con đập cũ trong tình trạng hư hỏng tại Derna nếu không được duy tu, sửa chữa đúng cách. Một báo cáo của cơ quan kiểm toán Libya 2 năm trước đã cảnh báo hai con đập này đã không được quan tâm mặc dù chính quyền đã nhận hơn 2 triệu đô la Mỹ để sửa chữa chúng trong năm 2012 và 2013. Gần đây, vào tháng 11 năm 2022, nghiên cứu do trường Đại học Libya công bố đã cảnh báo về khả năng tồn tại các vết nứt trong thân đập và hậu quả thảm khốc nếu đập bị vỡ. Rất ít người Libya ngạc nhiên trước sự vô trách nhiệm này. Tình trạng hỗn loạn và xung đột đã tàn phá đất nước kể từ khi cựu tổng thống Muammar Gaddafi bị giết vào năm 2011 khi một cuộc nổi dậy biến thành nội chiến. Libya là quốc gia Trung Đông duy nhất mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO can thiệp quân sự với lý do hỗ trợ cuộc nổi dậy chống lại chế độ chuyên quyền vào năm 2011. Thay vì đem lại cuộc sống tốt hơn, Libya trở thành bài học về những thách thức trong việc xây dựng lại một quốc gia trong bối cảnh xuất hiện khoảng trống quyền lực. Các quốc gia phương Tây tham gia vào hoạt động can thiệp quân sự của NATO tại Libya đã không quan tâm đến quá trình tái thiết tại quốc gia này. Mỹ chủ yếu nhìn thấy Libya qua lăng kính của cuộc chiến chống khủng bố, trong khi Pháp và Ý thường có những chương trình nghị sự đặc biệt khác nhau. Các chủ thể trong khu vực bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar ủng hộ những phe phái đối địch ở Libya để theo đuổi lợi ích riêng của họ. Những nỗ lực do Liên Hợp Quốc dẫn đầu nhằm khuyến khích bầu cử và thiết lập một nền hành chính quốc gia thống nhất đã thất bại. Trong một thế giới lý tưởng, thảm kịch Derna sẽ đóng vai trò như lời cảnh tỉnh đối với giới tinh hoa cầm quyền ở Libya rằng đất nước này cần phải thay đổi hướng đi. Những trách nhiệm, giải trình mà nhiều người dân Libya mong đợi rất khó thành hiện thực khi các phe phái đối lập chỉ muốn tranh giành nguồn tài nguyên của quốc gia giàu mỏ này. Sau thảm họa tại Derna, các chính phủ phương Tây cần tập trung vào việc sớm thúc đẩy những nỗ lực ổn định Libya và gây áp lực, buộc các phe phái chính trị tại đây sớm tiến hành bầu cử. Việc cho phép tồn tại tình trạng bất ổn ở Libya không chỉ phản bội nguyện vọng của người dân nước này, mà còn là mối đe dọa đối với sự ổn định của khu vực Bắc Phi.